chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng của kênh tin tức 24 h online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Cập nhật giá vàng trong nước và thế giới mới nhất, dự báo giá vàng. Cập nhật giá ngoại tệ trong nước và thế giới, dự báo những biến động sắp tới. Giá vàng hôm 13 tháng 10 trên thị trường thế giới hạ nhiệt, ở vào thời điểm chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là tới bầu cử Mỹ. Hiện, ông John Biden đang bỏ xa ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò Giá vàng trong nước giảm. Trong nước, chốt phiên chiều 12 tháng 10, tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết ở mức 55,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và giảm 150.000 đồng lượng chiều bán ra so với đầu phiên. Công ty Vàng bạc Đá quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,9 đến 56,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên. Giá vàng thế giới giảm và vẫn biến động. Đêm ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1922 USD trên một ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1930 USD trên một ounce. Giá trong đêm 12 tháng 10 cao hơn khoảng 26,4% so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,4 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,8 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 12 tháng 10. Giá vàng trên thị trường quốc tế hạ nhiệt ở vào thời điểm chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là tới bầu cử Mỹ và ông John Biden hiện đang bỏ xa ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Vàng giảm do thị trường chứng khoán ổn định và hầu hết tăng điểm trong phiên đầu tuần. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông John Biden đang nới rộng khoảng cách so với ông Donald Trump. Theo kết quả thăm dò của Washington Post và ABC News, ông Biden ông Biden dẫn trước ông Trump 12 điểm với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 53% và 41%. Trên thị trường, giới đầu tư đang tính tới trường hợp phe dân chủ có thể nắm thượng viện và nếu ông Biden thắng áp đảo ông Trump thì thị trường chứng khoán Mỹ được dự báo sẽ không biến động mạnh như trường hợp thắng xít sao. Vàng hạ nhiệt còn do giới đầu tư kỳ vọng vào một gói cứu trợ mới sau khi Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 tạm thời. Một gói kích thích kinh tế vẫn có thể được thông qua bất chấp sự phản đối của Dân Chủ và một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Gói cứu trợ mới sẽ sử dụng số tiền còn lại từ chương trình bảo vệ tiền lương. Trong bối cảnh các cuộc thương lượng về một gói cứu trợ toàn diện hơn vẫn đang gặp khó khăn, số tiền này sẽ cho phép các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng để duy trì lực lượng lao động hiện nay. Dự báo giá vàng Vàng được dự báo sẽ leo thang, thậm chí lên ngưỡng 2.000 USD trên một ao trước cuộc bầu cử Mỹ, bởi nhiều người tin tưởng gói kích thích sẽ khó lòng được thông qua trước ngày 3 tháng 11. Vàng vẫn là một lựa chọn an toàn khi đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng ở tốc độ báo động tại nhiều khu vực, trong đó có châu Âu. Xu hướng giảm giá dài hạn của đồng USD cũng góp phần triển vọng cho kim loại quý sáng sủa. Theo giới phân tích, Giá vàng có cơ hội tăng cao hơn trong thời gian tới, nhưng khó có thể vượt ngưỡng 2.000 USD trong ngắn hạn. Ông Colin, chiến lược gia tại thị trường SIA Wealth Management, cho biết giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, nhưng đây chỉ là một đợt tăng giá trong phạm vi ngắn. Vàng cần nhiều sự trợ lực hơn để đạt mức cao nhất mọi thời đại. Có vẻ, các ngân hàng trung ương chưa sẵn sàng bơm thêm các gói kích thích vào thị trường. Chính phủ cũng không làm bất cứ điều gì cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông nói. Tuy vậy, vẫn có một số nhà phân tích dự báo rằng đây có thể là bước khởi phát cho đợt tăng mạnh của giá vàng. Theo ông Ariane Day, chủ tịch kiêm CEO của Ariane Day Asset Management cho rằng, xu hướng tăng 2 tuần rồi giảm một tuần của vàng có thể bắt đầu thu hút các nhà đầu tư trở lại thị trường. Các yếu tố cơ bản vẫn tích cực với kim loại quý. Vì vậy, khi những nhà đầu tư bên ngoài thị trường nhận thấy vàng không giảm mạnh như họ nghĩ, sẽ có một cuộc đổ xô khác tìm mua vàng, ông Ariane nhấn mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 10, Tập đoàn Vàng Bạc Đặc Quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,42 triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết vàng SGC ở mức 55,90 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,42 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 55,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,43 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá ngoại tệ ngày 13 tháng 10 duy trì sắc xanh, USD vẫn tiếp tục đà tăng. Dạng sáng nay ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng tốt. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, đạt 93.073 điểm, tăng 0,008 điểm, tương đương tăng 0,01%. USD Index diễn biến tích cực, mặc dù cuối tuần qua xuất hiện một số tin tức kém khả quan về tình hình đàm phán gói giải cứu kinh tế trong đại dịch COVID-19. Đồng USD trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần tăng trở lại sau khi Trung Quốc nới lỏng các quy định giao dịch đồng nhân dân tệ, đặc biệt là việc bán khống. Đây là một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn làm chậm quá trình tăng giá của đồng tiền này vốn đã lên mức cao nhất trong 1,5 qua và thứ sáu tuần trước. Đồng USD cũng nhanh chóng quay đầu giảm vào đầu phiên trên thị trường Mỹ. Đầu tháng 10, Hạ viện do Dân Chủ chiếm đa số đã thông qua dự luật Heroes Act với quy mô 2.200 tỷ USD, Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ đồng ý chi khoảng 1,8 nghìn tỷ USD. Con số này quá thấp so với mong muốn của Đảng Dân chủ nhưng lại quá cao so với chủ trương của Đảng Cộng hòa. Vậy nên, Đảng Dân chủ ở Hạ viện và Đảng Cộng hòa ở Thượng viện đều lên tiếng phản đối đề xuất 1.800 tỷ USD của nhà trắng. CNBC dẫn lời ông Mike Wilson, giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ tại ngân hàng Morgan Stanley, nhận định Nền kinh tế đã có đủ kích thích tài khóa để vận hành cho tới cuối năm mà không lo bị suy thái kép. Và suy cho cùng, dù phe nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì đến quý 1 năm sau, nước Mỹ cũng sẽ có dư luật kích thích mới để giúp quá trình hồi phục tiếp diễn. Tại thị trường Việt Nam, ngày 12 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.193 Việt đồng trên một USD, Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.175 đến 23.844 Việt Nam đồng trên một USD. Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.055 đến 23.100 Việt Nam đồng trên một USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.270 USD đến 23.300 Việt Nam đồng trên một USD. Giá USD tự do ở mức 23.190 đến 23.220 Việt Nam đồng trên một USD. Giá xăng tăng trở lại từ 15 giờ chiều ngày hôm qua. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 10 của RON92 bình quân ở mức 46,35 USD trên một thùng. Xăng RON95 là 47,85 USD trên một thùng, Cùng xu hướng, giá dầu cũng kích thích nhẹ trên 44 USD trên một thùng. Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, Liên Bộ đã thực hiện trích quỹ BOG như kỳ trước. Cụ thể, quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 0 đồng trên lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng trên 1 lít, dầu Mazut ở mức 298 đồng trên 1 kg, dầu diesel 100 đồng và dầu hỏa không chích. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!